Chào bà con cô bác nha, hôm nay ngày 19 tháng 4 nha. Cây Samsung Z3 Pro nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Tên máy là Samsung Z3 Pro nha. Vỏ rất là đẹp luôn. Bán 500 ngàn nha, 500 ngàn cây Samsung Z3 Pro. Dòng Z3 Pro thì Android nó còn rất cao nha. Còn Samsung Z2 Prime nha. Cây này thì RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Còn tên máy là Samsung Z2 Pro hay là G532 cũng được. Phần mềm Android là 6.1, cái này bán 250 nha. Loa Bluetooth thì vẫn vậy nha, cũng 100.000 cái nha, vì máy nó còn mới mình thanh lý nha. Máy hàng còn mới có hộp luôn, mình thanh lý là 100.000 cái. Về kết nối với này điện thoại không dây nghe cũng rất là hay luôn. Còn Redmi Note 3, cây Redmi Note 3, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB, tên máy là Redmi Note 3. Cây này bán 500.000 nha, 500.000, đó màn hình cũng rất là đẹp nha. Bán 500.000 cây Redmi Note 3. Còn ZenMate nha, hay gọi là Z00UD. Dòng máy này thì đập màn hình hai cái là nó cũng lên hình luôn. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB. Android cũng trên 6 chấm luôn. Cây này bán 450 nha, 450 cây Asus ZenMate hay gọi là Z00UD nha. Cây Oppo F3, cây này pin cũng khá trâu luôn. Cái này RAM 4 nha, bộ nhớ 64GB. RAM 4 bộ nhớ 64GB, còn tên máy là Oppo F3, bị hư lúc home. Đó, còn lúc trở về này là vẫn còn xài ok hết. Nó chỉ bị hư mỗi cái này thôi. Vỏ là còn đẹp nha, cái này bán 600.000. Còn Oppo F5. Oppo F5 nha, cái này Oppo F5 RAM 4. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 700.000. Tên máy là Oppo F5 nha. RAM 4, bộ nhớ 32GB, bán 700. Những dòng Oppo F5 thì thường thường sườn nó hay bị xấu đó. Cây này thì nhìn còn tương đối đó. iPhone 4S bể lắp sau, bán 200.000. Cây này bây giờ có nghe gọi cũng là rất là ok rồi, bán nói chung là bằng cái giá là mấy cái cùi bắp nghe gọi đó, có 200.000 thôi. Còn mấy cái này ra ngoài mua 10.000, 20.000 là có. Còn iPhone 5 thường, cái iPhone 5 thường thì dòng này nó cao hơn nhưng mà nó bị lít kính nè. Lít kính mới lại hư lúc home, cho nên là bán cũng đồng giá 200.000 luôn, iPhone 5 thường. Còn iPhone, cây Samsung S6 Edge cộng. Cây này tưởng chốt tối hôm qua cho nên là không ai chốt, cho nên là hôm nay đăng luôn. Cây này nó bị treo nha, bị treo chữ S6 Edge cộng, bị treo máy, nhưng mà màn hình lên là cũng vẫn còn lên nha. Mình để bày bán cũng rẻ là chưa biết luôn. Cây này bán 300.000 nhé, cây Samsung S6 Edge cộng, màn hình cong luôn. Còn Samsung Z4 cộng, cây này bị bể kính nè. Bể kính thì bán theo cái giá bể kính là 400.000. Còn tên máy là Samsung Z4 cộng,
Bán máy bể kính thì 400.000, bà con ra ngoài mua ép mắc nhất là cũng chỉ có trăm mấy 200 thôi, còn cây này mình mà ép vô bán cũng 700.000. Nếu mai không mua thì mình sẽ đi ép. Còn A5 2017 nha, Samsung A5 2017. Tên máy là A5 2017, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 700 ngàn. Nó tên máy là A5 2017 nha. iPhone 6 thường, iPhone 6 thường, cây này thì bộ nhớ cao, bộ nhớ nó tới 128GB. Dòng bộ nhớ 128GB này cũng khá hiếm nhé. Nó hiếm có hàng bộ nhớ cao lắm, toàn là bộ nhớ 16GB. Cây này 128GB bán 800.000. Còn Sony C6 nha, Sony C6. Mấy cây này không biết là hôm nay có ai chốt không mà chả thấy điện đóm gì. Cây Sony C6 nha, bán cây này bán 600.000 nha, 600.000 mất cái nắp đậy nè. Nhưng mà khay sim thì vẫn còn xài ok nha, máy còn khá đẹp luôn, màn hình cũng khá đẹp luôn, bán 600.000. Còn A20 nha, A20 này, hai cây này là đều là màn hình zin hết nha. Đó, màn hình zin hết nhưng mà hai cây đều bị lít kính hết, mua cây nào về cũng phải ép kính thôi. Cây này cũng vậy nè, cây này cũng bị lít kính luôn, nhưng mà lít nhẹ hơn chút. Đó, cây nào màn hình cũng zin hết. Hai cây đồng giá nha, 700.000 cây nha, Samsung A20, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, cây nào vỏ cũng xấu nhưng mà mặt kính thì cũng bể, bán 700.000 một cây. Còn Samsung Z5 2015 nhé, hay gọi là Z500, cây này RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, Android có 5.1, tải Bluetooth xanh cũng ok, màn hình zin rất đẹp luôn. Thay vỏ đẹp thì giá 350 nhé, Z500 thay vỏ đẹp 350. Hôm nay cũng có mấy đơn hàng mà shipper nó không có vô lấy hàng nha, cho nên là cũng gửi chậm mất một ngày, mai mình mới gửi được nè. iPhone 6 LED nha, iPhone 6 LED, cây này thì bị allow nha. Về ẩn allow này, vô mình tải allow của mình, nhập allow mình vô mình tải mấy vấn đề gì đó thì mình tải. iPhone 6 LED này bán 800.000 nha, 800.000. A7 2018 nha, A7 2018, cây này thì bị đốm màn nha. A7 2018 cây này bán 800.000 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB, bị đốm màn, vỏ thì còn cũng khá nha, bán 800 thôi. Còn Nokia C20, Nokia C20 nha, tên máy là 1352. Đó, màn hình thì cũng rất là bự luôn. Cây này bán 800.000 nha, 800.000. Cây này bộ nhớ 32GB nha, C20 bán 800.000. Z7 cộng nha, Samsung Z7 cộng thì có hai máy nha. Cây này thì bán 1 triệu nha, 1 triệu Z7 cộng, vỏ thì hơi xấu nha, vỏ xấu bán 1 triệu. Còn cây này thì màn hình ám nha. Đó, cây này thì màn hình ám từ đây xuống nha. Dòng ám này là xài vô tư nha, không có bị hư màn hình đâu. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB, bán cây này thì bán 700.000, Z4 cộng.
Cây nào cũng RAM 4 bộ nhớ 32GB nha, 2 cây G 4G 7 cộng nha. Còn Samsung A50, cây này thì RAM 4 bộ nhớ 64GB, bán 1 triệu 3 nha. Còn tên máy là Samsung A50, cũng gần hết pin rồi. Đó, cây này bán 1 triệu 3 nha. Samsung J7 Pro, cây này thì còn dán kính cường lực, vỏ thì hơi xấu nhẹ. Cây này về đánh bát nên chắc là còn đẹp, nhưng mà cứ bán theo giá vỏ xấu. Cây này bán 800 ngàn nha, 800 ngàn cây J7 Pro nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình rất đẹp luôn, bán 800 ngàn. Thằng cây G7 Pro màu xanh này thì giá 900 ngàn nhé. Cây này thì nó đẹp hơn, bán 900 ngàn. Còn Samsung A30, cây này màn hình cũng zin rất là đẹp luôn. Màn hình zin rất là đẹp luôn, không có bị ém luôn. Cây này bán 1 triệu 2 nha, Samsung A30. Cây này thì RAM 3 bộ nhớ 32GB. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung A30, bán 1 triệu 2. Rồi cái tiền màn hình không cũng mắc hơn cái máy luôn, nhưng mà mua là tiền màn hình rất là mắc luôn. Cây mắc theo cây hay là gọi cây đốt pháo gì là màu đỏ, nhìn rất là hoành tráng luôn. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn. Trò chơi của khách người ta tải nó quá trời luôn, khách người ta tải đầy trong đó luôn. Tên máy đây nha, còn mình chỉ đọc cái chữ là Tab 10 thôi. Đó, cây này bán 600 ngàn, 600 ngàn rất là đẹp luôn. Còn Tab 10 Pro, cây Tab 10 Pro nha, cây này thì bán 600 ngàn luôn nha. Tab 10 Pro bán 600 ngàn luôn. Tab 10 Pro thì bộ nhớ thì cũng bằng thằng này thôi, cũng RAM 2 bộ nhớ 16GB. Nhưng mà Tab 10 Pro thì cây nó cao hơn cái Android á. Android nó cao hơn một chút. Android nó 9 chấm nhá. Nhưng mà máy thì không có đẹp bằng cây kia. Nó hai cây đồng giá 600 ngàn một cây. Đồng giá hơn nữa là có cây iPad 3 này. iPad 3, cây này có xài sim luôn. Cây này thì bán 600 ngàn luôn, iPad 3 có xài sim, bán 600 ngàn. Còn Samsung Tab S này. Samsung Tab S, cây này màn hình rất là đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp luôn đó. Cây Samsung Tab S này, Android cũng có 6 chấm thôi. Nhưng mà cây này bán 1 triệu nha, máy là siêu mỏng. Máy là rất mỏng luôn, mỏng hơn cái điện thoại luôn. Đó, màn hình thì bự mà máy mỏng hơn cái điện thoại. Còn Tab 10A nha. Một cây Maxell Tab 10A, cây này thì RAM 3 bộ nhớ 32GB. Android thì 11 chấm. Tên máy là Tab 10A, bán 1 triệu luôn. Đó, bán đồng giá 1 triệu luôn. Cây Tab 4 nha, Tab 4, cây này hiện giờ nó đang bị hơi lốc hom, lát mình sửa cái lốc hom lại. Bán 800 ngàn nha, cây Tab 4. iPad 4 nha, iPad 4 bán 800. Còn
Samsung Tab 4, cây này là Samsung Tab 4, cây này thì bán 600.000. Android thì có 4.7 hay 5.0 gì đó, là 4.7 5.0 thì cũng tải, có Bluetooth màu xanh thôi. Cây này cũng được 5.0 nè, đó cũng tải Bluetooth màu xanh thôi. Cây này cũng nghe gọi được ok nha, bán 600.000 nha. Còn Tab E nha, Tab E cây này thì Android 7.0 nha, cây Samsung Tab E Android 7.1, tải Bluetooth thì ok luôn. Nó hết pin rồi, quên không sạc pin, hết pin cây này. Cây này bán 600.000 nha, cây Samsung Tab E, cây này là tải Bluetooth màu đỏ thì nghe gọi cũng rất là ok luôn. Nắp đậy sim thì mất một bên, còn một bên đậy thẻ nhớ đó. Như thường lệ ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50.000 nha, shipper tới lời rồi trừ ra. Đó, cây Tab E bên mình 7.1 mà mình cũng còn hai cây nè, cây này mới sạc pin lên chưa có đưa vô được pin nè. Đó, màn hình cũng khá đẹp nha. Đó, còn hai cây nha. Đấy, ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50.000 nha, shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoản 100.000 bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là máy giao tới có vấn đề báo lại mình hỗ trợ ship cái khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.